Tôi tới của Chúa là mục sư tiến sĩ Dương Văn Hữu sẽ đến để chia sẻ lời của Chúa cho chúng ta ở trong ngày hôm nay, và nguyện xin lời của Chúa cũng sẽ chúc phước cho đời sống của chúng ta một cách dư dật luôn, dạy dỗ cho chúng ta để chúng ta nhớ đến lời của Ngài, học hỏi lời của Ngài và làm theo lời của Ngài. Kính thưa Hội Thánh, đề tài buổi chiều hôm nay tôi muốn chia sẻ cùng quý ông bà anh chị em là người nữ Sunem. Và câu chuyện này đã được Kinh Thánh ghi trở lại ở trong sách Các Ngôi Nhì đoạn 4. Giờ phút này quý vị có Thánh Kinh, xin mở ra sách Các Ngôi Nhì đoạn 4, và chúng ta sẽ đọc từ câu 25 cho đến câu số 37. Tôi xin phép được đọc lời của Đức Chúa Trời. Vậy nàng đi đến cùng người của Đức Chúa Trời tại trên núi Cạn. Người của Đức Chúa Trời thấy nàng đằng xa, bèn nói với Giê-xu rằng: kẻ tôi tớ rằng kìa, người đàn bà Sunem, vậy hãy chạy đi đón nàng và hỏi nàng rằng mọi việc đều bình an chăng. Khi nàng người đàn bà ấy kẻ nói rằng: tôi há có cầu Chúa một đứa con trai sao? Tôi há chẳng có nói với Chúa rằng: xin chớ dối tôi. Elise nói cùng Gehazi rằng: hãy thắt lưng ngươi, cầm gậy ta nơi tay và đi. Nếu ngươi gặp ai, chớ chào hỏi. Nếu ai chào ngươi, chớ đáp lại. Dạ vâng. Xin Hồng Thánh chú ý câu số 26. Đó là câu gốc. Và giờ phút này chúng ta nhắm vào câu gốc đó. Ở trên bảng thì có câu gốc câu 26. Và chúng ta cùng đứng dậy và đọc câu gốc này hai lần. Xin mời Hội Thánh cùng đứng dậy và chúng ta đọc câu Kinh Thánh này hai lần. Xin chúng ta cùng đọc. Vậy hãy chạy đi đón nàng và hỏi nàng rằng: mọi việc đều bình an chăng? Chồng và con người bình an chăng? Nàng đáp: bình an. Xin chúng ta cùng đọc lại một lần nữa. Vậy hãy chạy đi đón nàng và hỏi nàng rằng: mọi việc đều bình an chăng? Chồng và con người bình an chăng? Nàng đáp: bình an. Tôi xin được phép chia sẻ lời của Chúa. Lạy Chúa, giờ phút này tôi tớ và con cái của Ngài đang học lời của Đức Chúa Trời. Xin Ngài ban cho tôi tớ Ngài sự khôn ngoan, cũng ban cho con cái của Ngài sự khôn ngoan thông sáng để nghe, ghi nhớ và làm theo lời của Ngài dạy. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trân trọng kính mời toàn thể. Thưa quý vị, tiên tri Elise lúc bấy giờ là một quan sát của một cái thành phố hay là của một cái làng. Cái làng đó tên là Sunem. Và ngay tại làng này có một người đàn bà. Mà người đàn bà này chúng ta không biết tên, cho nên chúng ta gọi người đàn bà Sunem. Vậy cái Sunem này không phải là tên của người đàn bà đó, mà là làng Sunem. Ở Việt Nam của chúng ta thì có ba miền. Ở ngoài Bắc thì có Hồ Gươm, thì nói đến Hồ Gươm ai cũng biết. Ở Huế thì chúng ta biết có một cái thôn làng, và thôn làng đó tên là Vĩ Dạ. Ở đây có bác Hường là người Huế, và khi nói đến thôn Vĩ Dạ
thì bác Cường nghĩ cái gì về cái thôn Mỹ Dạ bác Cường? Quán bèo. Dạ bác. Không những ngay tại đó mà đặc biệt là có bánh bèo mà cũng có những thức ăn, và đồng thời những thức ăn này của ba miền chứ không phải là thức ăn của miền Huế mà thôi. Rồi sau đó nếu chúng ta vào trong miền Nam thì chúng ta nghe một cái từ ngữ rất hết sức quen thuộc. Từ ngữ này gọi là cư xá thánh đàng. Ai ở miền Nam thì biết cư xá thánh đàng. Và thưa quý vị, cư xá thánh đàng thì có cái gì đặc biệt? Ý cam vậy. Không. Ở miền Nam khi đề cập đến thánh đàng thì chúng ta nghĩ đến là cháo vịt, thịt vịt, tiết canh vịt, và đó là những cái món ngon. Như vậy thì chúng ta thấy là tại xứ nơi này là có một người đàn bà. Người đàn bà đó mình không biết tên, và ngay cả Kinh Thánh ngày hôm nay cũng không nói đến xu nêm có cái món ăn nào ngon như là bánh bèo Huế hay là bún bò Huế. Chúng ta không biết được, nhưng mà chúng ta biết cái người nữ đó mang tên là xu nêm. Vậy thì người đàn bà này là một người giàu có ở trong làng, và ta có một người chồng, người chồng cũng là già lớn tuổi rồi, nhưng mà trong gia đình bà ta không có con trai. Khi tiên tri Elise đến khu vực này thì được người đàn bà này tiếp đãi ông ta rất hết sức nồng hậu. Mỗi lần đi ngang qua đó thì bà đã chuẩn bị cho ông và người đầy tớ của ông là Gehazi một cái phòng có giường ngủ đàng hoàng tử tế, và đồng thời cũng có một cái bàn, cái ghế, và đồng thời có một cái đèn để mà đọc sách dành riêng cho tiên tri Elise và người phụng sự Elise là ông Gehazi. Và thưa quý bà, khi ông tiên tri này đến với cái gia đình này, thấy cái bà này tốt quá, gia đình này đối với ông và người đại tớ của ông tốt quá, cho nên ông muốn làm một cái công việc gì đó cho cái gia đình của bà này. Thế thì ông mới hỏi rằng bà có cần cái ông quan tổng binh giúp cho bà điều gì hay không? Bà có cần ông vua giúp cho bà điều gì cho trong cuộc sống của bà không? Thì bà trả lời rằng không, tôi vẫn thỏa lòng với những cái gì tôi có và tôi đang ở đây. Thế thì ông Elise thảo luận với Gehazi, như vậy thì ta phải làm công việc gì đây cho người đàn bà này để trả ơn người đàn bà này? Thì Gehazi nói rằng cái gia đình này bà này không có con trai, mà chồng của bà cũng đã lớn tuổi rồi. Thì Elise nói rằng ồ, đây là một cái công việc khó, nhưng mà ông vẫn nói tiên tri với bà Sunem rằng trong giờ này sang năm ngươi sẽ bồng một đứa con trai. Và thưa quý vị, đúng giờ này sang năm thì bà đã bồng một đứa con trai. Rồi đứa con trai đó mỗi ngày lớn lên 2 tuổi, 3 tuổi cho đến lúc 8 tuổi thì cha của cậu bé này đang gặt lúa ngoài đồng cùng các người trong gia đình và những người giúp việc. Thế thì cậu bé này ra ngoài đồng chơi với cha, thấy nắng rồi vui lắm, chạy ngoài nắng, thì có lẽ là cậu bé này đã bị sốc nắng. Và bây giờ cảm thấy rằng cái thân thể của cậu bé cảm thấy không ổn, thấy mệt mỏi,
Cho nên ông cha mới sai một gia nhân bảo là đem đứa con của ta về cho mẹ nó chăm sóc. Và thưa quý vị, khi đem đứa con về cho mẹ nó chăm sóc thì mẹ nó hết lòng chăm sóc kỹ lắm, và đặt để nó ở trên đùi rồi sống chăm sóc nó. Có thể bà bóp bà thói dầu và gì đó ha. Nhưng mà thưa quý vị, đến trưa thì đứa bé này lại qua đời, đứa bé này chết. Cho nên người nữ Sunem này im lặng, không nói gì hết, sai một gia nhân tìm một con lừa đi với bà, chạy đến tiên tri Elise ở cách đó vào khoảng 45 cây số. Thưa quý ông bà, 45 cây số cũng thật là xa à. Nhưng người gia công của Sunem đã im lặng đi. Bà dặn rằng đi là gặp người thì không có chào ai, mà ai có chào mình thì cũng không chào lại, chỉ tiến đến ngay căn nhà của Elise mà thôi. Thưa quý vị, khi đến với cái Elise thì Elise đã nhìn thấy và ông nói rằng kia người nữ Sunem, hãy ra đón tiếp người. Và ông đặt ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là gì? Chồng ngươi có bình an hay không? Xin lỗi, câu thứ nhất là ngươi có bình an hay không? Câu thứ hai, chồng ngươi có bình an hay không? Và đồng thời câu thứ ba là con ngươi có bình an hay không? Thưa quý ông bà, người nữ Sunem này trả lời như thế nào? Bình an. Ba câu hỏi thì bà đều trả lời là tất cả đều bình an. Và giờ phút này chúng ta sẽ cùng nhau học qua ba câu hỏi này. Câu hỏi thứ nhất là ngươi có bình an hay không? Thì người đàn bà này đã trả lời rằng tôi bình an. Thưa quý vị, người đàn bà này trả lời như vậy có đúng không? Có thể ông tiên tri Elise, ông hỏi câu hỏi này là về vấn đề tôn giáo. Ngươi có thờ phượng Đức Chúa Trời không? Ngươi có kính sợ Đức Chúa Trời không? Ngươi có đọc Kinh Thánh không? Ngươi có cầu nguyện hàng ngày hay không trong đời sống của bà ta? Nếu bà ta trả lời bình an và đời sống của bà đã làm đúng như vậy thì cái câu trả lời của bà là đúng. Nhưng mà nếu bà không có làm những công việc đó mà trả lời rằng tôi bình an thì bà trả lời sai. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái câu trả lời của bà là tôi bình an. Ở đây chúng ta thấy ông tiên tri Elise, ông không có hỏi bà ta chỉ có bao nhiêu vàng, chỉ có bao nhiêu tiền ở trong ngân hàng. Thường thường bà mẹ thì thương yêu các con của mình, và nhất là người Việt Nam của chúng ta, ở miền Nam cũng như ở miền Bắc, có bao nhiêu của để dành cho con. Chờ đến ngày con gái mà đi lấy chồng hay là con trai thì đi lấy vợ thì họ đã làm gì? Có bao nhiêu vàng họ cho đứa con gái đeo trên cổ. Và chúng ta thấy cái hình ảnh mà vàng của đứa con gái đeo trên cổ là như vậy đó à. Triểu ra cái cổ. Còn ở miền Bắc thì cũng đeo ha, mà đeo ở trên ngón tay, trên bàn tay, và đồng thời cũng có một số ít ở trên cổ nữa. Và ở đó thì chúng ta thấy cái hình ảnh.
cảnh này rất tiếc là nó không được rõ ràng, cho nên chúng ta không thành. Như vậy thì người đàn bà này đã lo cho con một cách thật là chu đáo. Và chúng ta thấy rằng có thể người đàn bà này đã kính sợ Đức Chúa Trời, thờ phượng Đức Chúa Trời, và bà cũng đã lo lắng cho con gái của mình có một đời sống giống như mình. Ngày hôm nay thì có thể trong gia đình mỗi người của chúng ta có một hoàn cảnh riêng, có người thì gia đình cũng không có đủ ăn, lo lắng về vấn đề tiền bạc, cơm gạo. Cũng có người thì gia đình khấm khá hơn về vấn đề vật chất. Nhưng trong đời sống của chúng ta, vấn đề vật chất cũng là một vấn đề quan trọng. Nhưng vấn đề tâm linh, nếu chúng ta có Chúa trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta có tất cả. Y hệt như người đàn bà này đã có Chúa trong đời sống của bà. Cho nên hỏi bà có bình an không, thì bà đã trả lời: tôi rất bình an, tôi rất ổn. Rồi cái câu hỏi thứ hai: chồng chị có bình an hay không? Chồng chị có bình an hay không? Là chồng chị có ổn hay không? Chồng chị có kính thờ Đức Chúa Trời hay không? Chồng chị có đọc Kinh Thánh hay không? Chồng chị có đưa gia đình đi nhóm thờ phượng ăn tuần hay không? Đó là cái câu hỏi mà tiên tri Elise hỏi người đàn bà này: chồng chị có bình an hay không? Chồng chị có ổn hay không? Và nếu qua đời sống của chúng ta là một đời sống tin kính Chúa, chúng ta đọc Kinh Thánh, thờ phượng Đức Chúa Trời, thì quả thật đời sống của chúng ta đã bình an. Và thưa quý ông bà anh chị em, ngày hôm nay trong đời sống của mỗi gia đình đều có sự khác biệt nhau. Các bà thì lo chăm sóc con, thương con, rồi khi mà con mà có cháu đó lại càng thương cháu nhiều hơn nữa. Có bà nhờ, có bà nói như thế này: tôi thương cháu của tôi hơn thương con của tôi, hơn thương chồng của tôi. Thưa quý bà, điều đó có đúng không? Tùy theo mỗi gia đình, tùy theo mỗi gia đình. Và tôi đã từng nghe các bà nói như vậy: tôi thương cháu của tôi hơn thương con của tôi nữa. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ông chồng thì cái nhiều khi cũng ít thương con của mình, không chăm sóc con của mình. Nhưng chúng ta thấy ông chồng của bà này là lo về vấn việc làm ăn không à. Cái hình ảnh ở trên đây chúng ta thấy cái ông đàn ông này, một người thì chỉ có hai tay thôi, mà bây giờ ông trở thành 8 cái bàn tay à. Lo công việc làm ăn nhiều quá, làm chỗ này công việc này công việc nọ, nhiều công việc, cho nên đời sống bận rộn vào công việc làm ăn. Và chúng ta thấy khi đứa bé nó ra ngoài đồng, nó bị nắng, nó sốt, nó bệnh, thì ông cha này có đưa đứa con của mình về nhà không? Thấy ông cha không có quan tâm đứa con của mình, đứa con trai độc nhất mà nó lại bệnh, mà ông không có quan tâm đưa nó về nhà cho mẹ nó chăm sóc, mà ông làm gì? Sai một giai nhân đem đứa con của mình về giao cho mẹ nó, và đồng thời để làm gì? Để mẹ nó chăm sóc. Và chúng ta thấy rằng đứa con này đã chết. Bà đã kêu một gia nhân và một con lừa chạy thẳng đến tiên tri
Elise ở núi Carmel cách đó một khoảng 45 cây số. Và thưa quý ông bà, chúng ta thấy rằng người mẹ này quả thật chăm sóc con của mình, yêu thương con của mình. Còn ông chồng thì bận rộn với công việc làm ăn. Từ khi có đứa con mà đứa con trai nữa, Chúa chúc phước cho gia đình này làm ăn khấm khá. Cho nên ông chỉ có hai tay à, mà bây giờ biến đổi mình thành ra tám bàn tay, đôi bàn tay để làm cái công việc gia đình. Với lý do là tôi yêu gia đình tôi, cho nên tôi đã ra sức làm việc để lo cho gia đình. Lời Chúa đã nhắc nhở tôi và quý ông bà anh chị em rằng: hỡi con gái bé nhỏ của chúng ta đừng thương yêu chỉ bằng lời nói và nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng hãy yêu thương bằng hành động và sự chân thành. Chúng ta cũng phải yêu thương bằng cái miệng thôi, bằng lời nói, lời môi chót lưỡi, nhưng chúng ta yêu thương người đó bằng cái hành động của chúng ta, và cái hành động đó là một cái hành động chân thật. Dĩ nhiên thường thường các bà có chồng thì cũng thương yêu chồng lắm, mà đàn bà thì có cái gì để cho chồng? Thưa quý vị, các bà có thời gian dành cho chồng. Tôi yêu chồng tôi biết rất nhiều thời gian dành cho chồng tôi. Tôi yêu chồng tôi nhìn cái ánh mắt của chồng tôi lắng nghe cái tiếng nói của chồng tôi muốn nghe cái tiếng nói từng ly từng tí của chồng tôi, rồi tôi muốn thoáng công với chồng tôi. Và tôi yêu chồng tôi biết riêng nhiều thì giờ cho chồng tôi. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, ngày hôm nay Đức Chúa Trời ban cho người vợ, ban cho người chồng, ban cho tiên tri của Đức Chúa Trời một thời gian bắt nhập. Mỗi ngày một người có bao nhiêu tiếng đồng hồ? 24 tiếng đồng hồ. Chúng ta có thể làm việc hết 8 tiếng hay là 10 tiếng, rồi chúng ta sinh hoạt hết 8 tiếng, và cuối cùng chúng ta để thời gian ngủ là 8 tiếng đồng hồ. Như vậy thì mỗi người đều có một cái thời gian như nhau. Nhưng mà cái con người của chúng ta có thời giờ. Thì giờ là cái của quý của mỗi con người của chúng ta. Nhưng mà những cái gì bàn tay của chúng ta làm ra được thì đó cũng là thời giờ của chúng ta. Chúng ta có thể cho người yêu của chúng ta nhiều tiền hơn, cũng giống như những người mẹ của Việt Nam. Con gái đi lấy chồng thì đeo vàng đầy cổ, hàng trăm lượng vàng. Và ngày hôm nay còn không? Thưa quý ông bà, ngày hôm nay vẫn còn. Nếu quý ông bà muốn về mở internet ra coi, thì ở trong đó có nhiều cái hình cô dâu đeo hàng 200-300 cây vàng trước cổ của mình. Cô rể thì đeo vàng ở đầy tay, 10 ngón tay đều đầy nghẹt vàng hết, rồi trên cương tay cũng đeo đầy vàng hết. Đó là tình thương của cha mẹ đối với người con. Còn cái tình thương của người vợ đối với người chồng của mình là thời gian, dầu thời gian giới hạn nhưng mà cũng có tiền của để có thể đắp vào. Cho nên chúng ta có thể kiếm nhiều tiền hơn
Nhưng chúng ta không thể nào kiếm thêm nhiều thời giờ để cho chồng của mình chỉ ngồi 24 tiếng đồng hồ đó mà thôi. Và cái câu hỏi của tiên tri Elise, chồng chị có bình an hay không, chồng chị có ổn hay không, là ông muốn hỏi về vấn đề tâm linh. Chồng chị có kính sợ Đức Chúa Trời hay không, chồng chị có đọc Kinh Thánh hay không, chồng chị có cầu nguyện với chị hay không, và chồng chị có đưa chị đến nhà thờ để thờ phượng Giê-hô-va Đức Chúa Trời hay không. Nếu trong gia đình ông và bà đã làm công việc đó rồi, thì chúng ta có thể trả lời với Chúa một cách rõ ràng rằng đời sống của tôi bình an, đời sống của tôi ổn. Ngoài ra gia đình của chúng tôi không còn gì hết. Cũng giống như tiên tri Elise nói với bà nữ rằng, bây giờ bà có cần tôi nói với quan tổng đốc cái điều gì cho bà không, hay là bà có cần tôi nói với vua giúp cho bà cái điều gì không, thì bà trả lời không, gia đình tôi ổn rồi, gia đình tôi bình an rồi, bởi vì tôi có Chúa trên đời sống của tôi. Đó là cái gia đình của người nữ Sunem này, ông và bà. Rồi bây giờ qua cái phần thứ ba, thầy hỏi là con chị có bình an hay không, thì bà trả lời sao? Tôi bình an. Đôi lúc cha mẹ nuôi đứa con của mình, thưa, nuôi đứa con của mình cho nó ăn, nó học, rồi lớn lên nó có một cái nghề, và cái nghề là kiếm tiền cũng ổn định, cũng có tiền bạc dư dật, và đồng thời người mẹ tưởng rằng đó là tôi làm xong cái trách nhiệm của tôi cho con. Thưa quý ông bà, nếu câu hỏi của Elise hỏi con của chị có bình an không, thì chúng ta thấy rằng người đàn bà này, người mẹ này nuôi con chưa bình an, bởi vì thiếu kính sợ Đức Chúa Trời. Và trong lời Chúa dạy cho chúng ta biết rằng nước thiên đàng, chúng ta không thể nào bước chân vào trong nước thiên đàng mà thiếu hình ảnh của Chúa Giê-xu. Bởi vì khi chúng ta tin Chúa Giê-xu thì là Chúa hứa, hãy ai tin nhận Chúa Giê-xu thì người đó trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Con cái của Đức Chúa Trời là hết. Rồi cái điều thứ hai là được gì nữa? Được sự sống đời đời. Đời đời đó. Ở đâu? Ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Amen. Thưa quý ông bà, anh chị em, ngày hôm nay quý ông bà có con, có cái, quý ông bà nuôi con cái như thế nào? Có phải lo cho nó học, rồi sau đó kiếm một cái mảnh bạc ổn định, nó ra đi làm ăn có đồng tiền dư dật, cuộc sống thoải mái, như vậy thì đủ chưa? Thưa, tôi xin trả lời chưa. Bởi vì cái trách nhiệm của quý bà, quý ông trong gia đình không phải nuôi cho con ăn học để có một nghề nghiệp ổn định, mà cái trách nhiệm quan trọng nhất trong đời sống của con cái của Đức Chúa Trời là phải dạy cho con kính sợ Đức Chúa Trời. Amen. Phải dạy cho con biết đọc Kinh Thánh. Amen. Phải dạy cho con biết cầu nguyện. Amen. Và đồng thời phải hướng dẫn chúng nó đến nhà thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời. Amen. Chúa Giê-xu có nói như thế này:
không phải kể đến cùng ta mà nói rằng lạy Chúa thì sao quý vị? Thì vào được nước Đức Chúa Trời. Nhưng không phải. Phải vâng lời Cha của chúng ta ở trên trời. Chúng ta phải vâng lời Cha của chúng ta ở trên trời. Bởi vì lúc bây giờ có nhiều kẻ đến nói với Chúa rằng: lạy Chúa, tôi là người dân nhân Chúa nói tiên tri. Nói tiên tri Chúa. Rồi tôi là người nhân dân Chúa làm phép lạ cũng tốt. Rồi tôi là người nhân dân Chúa chữa lành cho người bệnh. Thưa quý vị, Chúa nói ra là những người khác rằng: hỡi kẻ gian ác, ta không biết các ngươi là ai, hãy lui ra khỏi ta. Cầu xin Đức Chúa Trời chúc phước cho tất cả mọi gia đình trong hội thánh, để chúng ta có một cái câu trả lời trong đời sống thường xuyên của con người của chúng ta là: lạy Chúa, chúng con đang học kính sợ Đức Chúa Trời, và gia đình của chúng con sẽ làm theo điều răn luật pháp của Ngài. Amen. Kính chào toàn thể. Dạ, xin cảm ơn tôi tới Chúa đã chia sẻ lời của Chúa, và nguyện xin Chúa Ngài cũng sẽ nhắc nhở cho mỗi đời sống của vị ông bà anh chị em và tôi, chính đời sống của chúng ta cũng sẽ trả lời như thế nào trước mặt Chúa khi Chúa hỏi về tình hình của gia đình của chúng ta, con cái của chúng ta, và khi mà chúng ta đang áp dụng trong vấn đề thuộc linh thì chúng ta cũng nhớ đến gia đình của chúng ta, con cái của chúng ta có kính sợ Chúa hay không, yêu mến Chúa hay không, thờ phượng Chúa hay không. Vì xin Chúa Ngài cũng nhắc nhở để rồi mỗi đời sống vui việc của tôi sẽ tiếp tục trung tín dạy dỗ con cái của chúng ta. Và dĩ nhiên đây là một trong những phép lạ rất là đặc biệt mà chúng ta đã thấy Chúa Ngài đã sử dụng Elise, và lý do tại sao mà Elise đã thực hiện nhiều phép lạ hơn nữa là bởi vì cái sự khao khát của ông. Và chúng ta nhớ đến là được sự sức giàu bội phần hơn, và do đó lý do tại sao mà chúng ta là thấy những công việc kỳ diệu đã xảy ra cho chính đời sống của tiên tri Elise. Và giờ này chúng ta cùng nhau đứng lên để chúng ta cùng nhau đáp ứng trả lời của Chúa. Chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện. Và nếu ở trong gia đình của chúng ta có những con cái mà chúng ta đã từng dạy dỗ theo lời của Chúa, nhưng một lý do nào đó mà các cháu đã trở nên nguội lạnh, hay là bất cứ thành viên nào trong gia đình của chúng ta chưa tiếp nhận Chúa, hay là những người nào đó vẫn còn đang chống đối lời của Chúa và tình yêu của Chúa, chúng ta sẽ nhớ đến để cầu nguyện cho họ. Và xin Chúa Ngài chúc phước và đem họ được trở về cùng với nhà của Ngài và tình yêu của Chúa. Lạy Chúa là Cha nhân từ cho mỗi đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa cho ngày hôm nay. Một lần nữa chúng con lại được nghe, được nhắc đến về hình ảnh của người nữ Sunem. Và chúng con được nhớ đến sự rộng rãi của chính đời sống của người nữ này. Và mặc dầu ở trong thời điểm họ trong sự già nua không thể nào không có con, nhưng mà họ vẫn tiếp tục trông cậy nơi Chúa khi họ nhận được lấy lời hứa của Ngài. Và chính họ đã nắm giấy giữ lời hứa của Chúa mà họ đã nhận được cái sự chúc phước đó là có con. Chúa sẽ Ngài cũng nhắc nhở trong mỗi đời sống của chúng con, để chúng con cũng học được từ hình ảnh của người nữ Sunem này, đó là sự dâng hiến một cách rộng rãi. Và sự dâng hiến của người nữ này không nhằm mục đích vụ lợi nào cả, và chỉ chuẩn bị một nơi, một cái lầu cho tiên tri của Chúa là tiên tri Elise, và tôi tớ của tiên tri Elise là Gehazi, để mỗi lần họ đến khu vực Sunem này họ có thể nghỉ ngơi, họ có một chỗ riêng cho họ để có thể chia sẻ, được nghỉ ngơi, được dưỡng linh, và cũng có thể bồi bổ lại sức khỏe cho thân thể của họ. Chúa ơi, bởi tấm lòng rộng rãi đó đã khiến cho chính tiên tri Elise cũng muốn chúc phước lại cho chính đời sống của bà. Chúa ơi, xin Ngài nhắc nhở cho mỗi đời sống của chúng con, để chúng con, mỗi đời sống của con cũng có một tấm lòng rộng rãi, mà có thể giúp đỡ cho những người khác, không bởi sự vụ lợi, không bởi vì cớ này cớ kia để chúng con có thể kiếm được
kiếm được gì, nhưng mà Chúa ơi, chúng con làm là bởi vì chúng con muốn chúc phước cho dân của Chúa, chúng con muốn chúng chúc phước cho nhà của Chúa, chúng con muốn chúc phước cho tôi tớ của Chúa, chúng con muốn chúc phước cho những người đang còn đang có những nhu cầu. Và nguyện xin Chúa Ngài cũng ở cùng, để rồi xin trong những ngày tháng chúng con hầu việc Chúa, Chúa Ngài cũng sẽ đãi chúng con và tiếp đãi chúng con, chúc phước cho chúng con bội phần hơn nữa, để chúng con sẽ tiếp tục trở nên là nguồn phước cho muôn dân. Chúng con cảm ơn Ngài thật nhiều. Và có lẽ trong mỗi đời sống của chúng con, đôi lúc trong bước đường chúng con theo Chúa, chúng con cũng có những nan đề, nhưng cho chúng con học hỏi từ người nữ Sunem này, chúng con không ngay lập tức sẽ câu có hay là cay đắng hay là lầm bầm, nhưng mà chúng con chỉ đến với nhà của Chúa, chúng con đến với tôi tới của Chúa để chúng con được cầu nguyện và tìm cầu ý muốn của Chúa và tìm cầu cách của Chúa, ý muốn của Ngài để giải quyết những nan đề, những vấn đề chúng con đang đối diện. Cho chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Con một lần nữa, con cảm ơn Chúa cho người nữ Sunem này và chính đời sống tình yêu của bà dành cho đứa con, và cũng nhắc nhở cho mỗi đời sống của con là những người cha và những người mẹ cũng dạy dỗ con cái của Chúa ở trong lời của Chúa. Và mỗi một ngày khi con đến với Chúa thì con có thể là trả lời với Chúa rằng mọi sự đều bình an, bởi vì chúng con trong cảnh này Ngài, chúng con bước đi ở trong ý muốn của Ngài, và chúng con được giữ ở đi ở bước đi ở trong sự gìn giữ của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Xin Chúa Ngài chúc phước cho mỗi ông bà anh chị em con trên đường chúng con trở về nhà. Và một tuần mới này là một tuần mới phước hạnh trong cánh tay tầm lành của Ngài, cho chúng con cũng thấy được lời hứa của Chúa sẽ được thực hiện trong mỗi đời sống của chúng con, và thấy rằng những cái điều chúng con làm cũng có kết quả cho nhà của Chúa. Nguyện xin tình yêu của Đức Chúa Cha, ơn điển của Đức Chúa Giêsu Christ, quyền năng và sự cảm thông của Thánh Linh ở cùng với mỗi đời sống của chúng con luôn cho đến lúc ngày đến. Và cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Mình xin Chúa Ngài ban phước cho mỗi đời sống của quý và anh chị em. Giờ này thì chúng ta sẽ cùng nhau có thời gian thông công, và xin trả lại thời gian cho cô Tĩnh và thầy Quách để hướng dẫn các bạn chị em ở trong sự cầu nguyện. Và nguyện xin Chúa Ngài cũng sẽ thêm sức cho chúng ta trong tuần mới này để tiếp tục chiến đấu và tiếp tục làm vinh hiển cho danh của Chúa. Amen. Hallelujah.